Chúng ta học kinh giáo bao nhiêu năm nay Mới ngộ ra Lúc nào cũng đọc tâm kinh Từ bé đã biết đọc Quán tự tại Bồ Tát Hành thâm bát nhã ba la bậc đa thời Chiếu kiến ngũ uẩn giai khùng Dùng chúng ta nhầm ngũ uẩn là chỉ người Không phải vậy Ngũ uẩn là chỉ vật chất Vật chất làm sao Nói về vật chất nhỏ nhất Ngay nó gọi là lượng tử từ. Ở phần trước quan niệm lão đã đưa cho chúng ta Một danh từ Các nhà khoa học đã dịch ra tiếng Trung Trung di tử Trung di tử này lớn chừng nào Khái niệm ngày nay của chúng ta Là khái niệm rất mơ hồ Không rõ ràng Nguyên tử Mọi người đều biết danh từ này Trong nguyên tử có hạt nguyên tử Đó là trung tử Bốn mặt đều có điện tử chạy xung quanh Giống như Thái Dương hệ Trong nguyên tử là hạt nguyên tử Điện tử quay xung quanh nó Đúng là giống như một tiểu vũ trụ Mắt thường chúng ta không nhìn thấy Kính hiển gì cao độ có thể soi thấy Điện tử này rất nhỏ Trung di tử nhỏ cỡ nào Một trăm ức trung di tử Hợp thành một điện tử Bởi thì một điện tử nếu chia ra Có thể chia ra một trăm ức trung di tử Có thể là thứ trong kinh Phật nói Nhỏ trong cái nhỏ Không thể chia được nữa Chia nữa cũng không có Một đơn vị vật chất nhỏ như thế Trong đó vẫn có sắc thọ tưởng hành thực Hay nói cách khác Nó đầy đủ ngũ uẩn Ngày nay chúng ta mới biết quan thế âm bồ tát nói chiếu kiến ngũ uẩn giai không nghĩa là soi chiếu trung di tử nó đầy đủ ngũ uẩn. Đầy đủ năm uẩn đó Thời gian dừng lại của nó Chỉ có Một ngàn sáu trăm triệu phần Của một giây Không thể thấy nó Thời gian ngừng lại ngắn như thiệt Vì thấy đều không ta không có cách nào nắm bắt được những Mình hiện tượng trước mắt chúng ta được đến như thế nào những hiện tượng này tập hợp lại một chỗ những ảo ảnh được sinh ra không khác gì phim chiếu trên màn hình những đoạn phim đó một giây có thể chiếu ra hai mươi bốn tấm hai mươi bốn tấm ảnh đó tích tụ lại ở trên khiến ta sinh ra ảo giác chúng ta có thể hình dung ra vấn đề này chân tướng sự thật hiện tại chính là hiện tượng của trung di tử hiện ra nghĩa là một giây có một sáu trăm đoạn phim Ảo ảnh được sinh ra trong một giây Khiến ta không nhận ra nó là giả Để mới gọi là chiếu kiến ngộ uẩn dai không Trong kinh bát nhã Tất cả pháp không nắm bắt Cuối cùng không lấy được gì Chân tướng sự thật Làm sao quý vị cho những thứ này là thật được Nếu chân tướng sự thật này Nếu chắc chắn Nếu thấy rõ Triệt ngộ rồi Có thiên tai chăng Không còn nữa Bầu trời bị quỷ diệt Cũng không tạo thành thiên tai Tại sao Bất khả đắc Thân thể chúng ta có hay chăng Không có Ngã và ngã sở đều bất khả đắc Nếu ta hiểu được những chân tướng này Tâm đã định rồi Chắc chắn sẽ không bị ngoại cảnh tác động Tại sao không có những thứ đó Căn bản không có Đây là cảnh giới nào Đó là cảnh giới trong thường tịch quan Cảnh giới này là những gì trong bộ kinh này đã nói Rốt ráo chân thật Bộ kinh này đề cập đến bà thử chân thật Rốt ráo chân thật Cũng là chân tướng sự thật Quý vị làm sao biết được Trí tuệ chân thật sẽ thấy được rốt ráo chân thật Khi đã thấy rồi Họ sẽ nhận được lợi ích chân thật Lễ chân thật là gì? Buồn bỏ tất cả Biết được những gì Tất cả Pháp không có gì Đều là không Đây chính là lợi ích chân thật Bất cứ một thiên tai nào xuất hiện Quý vị nhìn xuyên được Nhìn thấy tất cả những hiện tượng này như thế nào Tất cả những hiện tượng này Là do nghiệp lực chúng sanh biến hiện ra Nghiệp lực năng biến không phải thật Hiện tượng của sở biến cũng không phải thật Đó là quý vị nhìn những tai nạn lớn Có khác gì chúng ta xem truyền hình đâu Khi quý vị nhìn thấy những tiết mục này Nhìn thấy những cảnh diễn khác Sẽ hiểu quả báo nghiệp nhân của nó Người mê hoặc đang chịu tội trong đó Không biết được chân tướng sự thật Họ cho là thật bởi vì nhân quả luân hồi là một sự thực